Xin chào các bác. Như đã hứa thì mình sẽ làm một clip riêng. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thiết bị đo khoảng cách laser của Xiaomi kết hợp Duka này. Đầu tiên thì có thể nói đây là cái đầu phát laser này. Đó, và đây là cái đầu nhận này. Đó. Khi đó các bạn chú ý là để hở hai cái đầu đó để nó tiếp nhận sóng thôi. Đó, chúng ta có màn hình LCD với đèn nền. Nhìn khá là rõ nhé. Ở cuối này chúng ta có cái lỗ đeo dây này. Và nút ở cạnh phải. Một nút ở mặt trước. Và đừng quên là Shop Batetech Zone đang bán giá rẻ nhất cái thiết bị đo laser này nhá. Link ở dưới phần mô tả. Và mình sẽ dùng cái hộp kính này để đo thử cho các bạn xem. Các bạn nhấn một lần là bật. Ok, sau khi các bạn bật lên thì các bạn chú ý là cái mũi tên này. Ở đây có cái mũi tên ngắn này, nó sẽ là cái tham chiếu trước. Tức là đo từ đầu của thiết bị. Đó, chúng ta sẽ đo thử với cái tham chiếu trước này nhé. Nhấn một lần. Chúng ta có kết quả ngay, đo đơn 0,16 168 m, tức là 16,8 cm. Đó, sai số của nó là cộng trừ 2 mm nhé. Ok, bây giờ chúng ta muốn chuyển sang tham chiếu sau. Chuyển sang tham chiếu sau thì các bạn giữ khoảng 1,5 đến 2 giây khi mà thiết bị mở này. Đó. Các bạn có thể thấy cái mũi tên không? Cái mũi tên nó đã dài ra. Tham chiếu sau tức là đo nó tính cả cái chiều dài của thân thiết bị nhé. Đó, chúng ta sẽ thử đo về tham chiếu sau. Đây, chúng ta có kết quả là 25 mm. À quên, 25 cm. Ok, mình sẽ nói qua một chút về cái giao diện của thiết bị nhé. Chúng ta có tham chiếu trước sau này. Đo phần trăm, hiển thị phần trăm pin. Hiển thị góc độ này. Và hiển thị cái mức sóng, độ mạnh yếu của laser. Và phía dưới là để hiển thị các kết quả chúng ta đo được. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào các cái chức năng đo một chút nhé. Ở đây thì nếu các bạn muốn đo với cái chế độ đo liên tục ấy, thì các bạn nhấn giữ khoảng 3 giây. Đó, khi nó hiện min max này. Đây này, nó hiện min max này. Là các bạn có thể đo liên tục. Ở chế độ đo liên tục này tức là các bạn chiếu laser đến đâu thì nó sẽ hiển thị ngay kết quả real time đến đấy. Tức là kết quả được tính trong thời gian thực nhé. Đó. Di chuyển ra là nó hiển thị kết quả thời gian thực luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái nút bên cạnh phải này. Nút bên cạnh phải là nút để chúng ta chuyển đổi giữa các chức năng đo. Ví dụ như đây là đo diện tích này, tính bằng đơn vị mét vuông. Đó, tính bằng đơn vị mét vuông thì chúng ta cứ đo dài nhân rộng. Nó nháy ở cạnh nào thì chúng ta đo cạnh đó. Đây nháy cạnh dài này, dài 0,17 này.
Tiếp theo nó sẽ nhé cạnh rộng. Các bạn thấy nó nháy không? Chúng ta sẽ đo cạnh rộng của vật. Đó, chúng ta có ngay kết quả là 0,14 mét vuông này. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta nhấn một lần nữa vào nút bên cạnh phải này. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ đo thể tích với đơn vị tính là mét khối. Cũng với công thức đo dài rộng cao thôi, dài nhân rộng nhân cao, chúng ta cứ đo theo cái hình nháy. Nó nháy ở cạnh nào thì chúng ta sẽ đo ở cạnh đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, chúng ta có kết quả là 0,002 mét khối. Tiếp theo các bạn nhấn vào cái nút bên cạnh phải một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ đo khác này. Nó có rất nhiều chế độ đo khác, ví dụ đo tam giác này. Đó. Cái này thì chắc là anh em kỹ thuật xây dựng sẽ cần để áp dụng, chứ mình thì cá nhân mình thì không cần. Đây là chế độ đo góc này. Đấy, hiển thị độ luôn. Đó, các bạn nhấn nó sẽ quay trở lại chế độ đo ban đầu là đo diện tích. Và các bạn nhấn giữ. Nhấn giữ khoảng 2 giây thì nó sẽ trở về chế độ đo đơn nhé. Rất dễ sử dụng đúng không ạ? Thiết bị đo test này thì có chế độ auto off, tức là nó sẽ tự động tắt nhưng mà sau khoảng 50 giây nếu mà không có hoạt động nào. Tuy nhiên các bạn mà nào mà muốn tắt ngay thì có thể là nhấn giữ cái nút tròn 5 giây. Đó. Khoảng 5 giây, sau 5 giây là nó sẽ tắt đi cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cài đặt. Trong khi mà thiết bị đang bị tắt này thì các bạn nhấn giữ khoảng 5 giây, 3-5 giây và nó sẽ vào cái chế độ cài đặt. Các bạn thấy cái chữ ở đây không? Đây là cái giá trị thì phải. Anh em kỹ thuật thì chắc là sẽ hiểu những cái này. Đó. Ở đây chúng ta có thể chuyển đổi giữa các đơn vị đo như là mét này, feet này và inch. Các bạn nhấn là cứ nhấn là nó sẽ đổi thôi. Nếu mà muốn chuyển sang cài đặt khác thì nhấn khoảng 2 giây. Đó. Đây là chế độ đèn nền này, đèn nền đang bật on này. Off là đèn nền sẽ tắt. Đó, chúng ta sẽ thử để off xem đèn nền nó tắt như thế nào nhé. Mình nghĩ là cái đèn nền tắt đi thì nó sẽ phù hợp khi mà các bạn ra ngoài trời đo ở những cái điều kiện mà ánh sáng nó mạnh nhé. Thì có thể tắt cái đèn nền đi cũng được. Đó, chầm lúc nhá, chầm lúc thì cái đèn nền nó sẽ tắt đi. Đó, đèn nền nó tắt rồi nhá. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Ok, đèn nền tắt rồi. Và nếu mà các bạn muốn bật lên thì các bạn lại phải vào cài đặt và vào cái phần đèn nền này. Đấy, bật on lên là nó sẽ cái đèn nền nó sẽ bật lên cho các bạn. Đó, đèn nền sẽ bật lên này.
Qua đừng quên là sản phẩm đang bán giá rẻ nhất tại shop Bateri Zone nhé. Link dưới mô tả. Đây, đây là một phần những cái hàng của mình. Nói chung là mình nhập rất là nhiều nên là nó sẽ có được cái giá rẻ. Anh em đại lý có thể liên hệ mình. Anh em nào muốn tập mà kinh doanh online hoàn toàn có thể liên hệ mình. Thông tin số điện thoại rồi là link gian hàng ở phía dưới mô tả nha. Đừng hỏi vì sao giá rẻ các bạn. Các bạn cứ truy cập mô tả và liên hệ mình. Mình lấy cái số lượng lớn thì giá rẻ thôi. Ok. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh mình nha.